Tây, 21 Tây tháng 11 năm 2021. Phương Linh Mỹ Tho cùng với bên nhóm Chung Một Niềm Vui, em Hà Thị Dung dẫn đến gieo duyên cho một hoàn cảnh ở Tình cưng, cưng tên đầy đủ là gì cưng? Nguyễn Thị Kim Khoa. Có cái giấy, có cái giấy bị ung thư, bị bệnh không? Cho chị xin cái giấy. Lấy. Em nói em tên gì? Dạ em tên Nguyễn Thị Kim Khoa. Nguyễn Thị Kim Khoa. Dạ. Em sinh năm mấy? Dạ, 1981. 1981 hồi trước cưng chưa có về đây ở là cưng ở đâu? Em ở nhà trọ với lại chồng em á. Ngồi đi. Để bệnh đứng ngồi đi cưng không sao, ngồi đi. Là ở trên Bến Lức rồi tụi cưng làm nghề gì cưng? Em thì mai, thì công ty. Rồi bị cái Covid này mất hả? Rồi giờ về đây ở tá túc chung với mẹ. Rồi cưng nói là mẹ cho cưng được miếng đất nhiêu? Thì bây giờ chị cũng không có hứa được ha. Nhưng mà chị nghe em Hà Thị Dung với em Thắm, như anh Tư Thưởng với em này là bên nhóm Chung Một Niềm Vui, thì gieo duyên chị tới, chị trước tiên là chị xin đại diện Mạnh Thường Quân bên chỗ em Nguyễn Thị Thu Quyên gửi cho em 10 kg gạo ha. Rồi anh cưng cành chị. Rồi có một nhà hảo tâm, chị cũng không biết tên gì nữa, không có nói tên, thì bữa đó có tới nhà chị có gửi cho chị 1 triệu. Đứng sau lưng mẹ đi con. Cũng như là khi nào chị đi đâu thì gặp hoàn cảnh như thế nào đó thì gửi. Thì hôm nay thì Linh xin đại diện quý thường hữu Mạnh Thường Quân, mà bữa sáng đại nhà Linh á, gửi cho Linh 1 triệu để đi từ thiện, rồi gửi cho 2 triệu định để mua chiếc xe bên nhóm Mỹ Tho Siêu Nhà Nai đó, thì bên đã hoàn thành đưa cho đồng chí Hiếu rồi. Còn bây giờ đây là 1 triệu, 1 triệu Linh nhận, thì bây giờ Linh xin đại diện quý vị để trai Phương Phương khỏi làm Linh xin đại diện để trai Phương cho em Khoa. Thì qua cái bài viết này thì Linh cũng hy vọng nếu mà Linh nhận được yêu thương tiếp theo thì Linh sẽ trở lại để trai yêu thương cho em. Bây giờ cưng đi vô quá chắc rồi sao cưng? Ba bao nhiêu ngày đi vô quá chắc lần? Trước là em 21 rồi, nhưng mà bây giờ em lên khám thì nó bị cho ghê á. Thì người ta nói là ví dụ là nó không bớt thì chưa tới ngày khám cũng đi lên luôn. Rồi chưa tới 1 tháng. Rồi 1 lần vậy đi là bao nhiêu tiền? Tiền thuốc thì có 1 triệu mấy à. Quá chắc thì nó 4 triệu mấy. Rồi giờ bệnh vậy là chồng mất rồi, tiền đâu cưng đi trị bệnh? Thì không nhận người tình thương đó, người ta cho mình hết á. Rồi hôm nay có nhớ nào tới giúp mình chưa Vinh? Dạ có cái chị kia mấy bên ngon cũng bà con nè, nó chị có lên cho em. Rồi. Thì chị cũng không hứa được hay không ha. Hả chị đăng bài thì bây giờ á, cái nguyện vọng của em Khoa đó, thì em nói giờ chồng mất mà bây giờ em bị bệnh nan y, bị ung thư ngực chứ quý vị. Cho nên là bây giờ cũng là cái thời kỳ cuối, thì em cũng có cái nguyện vọng là nếu mà xin được tiền trợ duyên của quý nhà hảo tâm đó thì cất cho em cái nhà ở kế bên miếng đất của mẹ em quyên cho miếng đất, thì bề ngang 4 mét, thì bề sâu vô nhiêu thì tùy theo mình có điều kiện nhiêu thì mình cất cho ngân nhiêu. Thì Linh cũng không biết là có đủ duyên hay không, nếu mà quý vị có xem thì đủ duyên á thì giúp cho em ngân cái nguyện vọng của em. Thì nói cũng cái này nhóm chung niềm vui gieo duyên cho bé uống sữa đó chị. Cái này của ai cưng? Nhóm chung niềm vui. Nhóm chung niềm vui thì gửi tiếp 500.000 nữa nha cưng. Dạ. Thì Linh cũng hy vọng là nếu mà nhận được thì Linh sẽ quay trở lại. Thấy thương quá quý vị ơi. Đây cái giấy cưng lấy anh chị cái giấy, tại vì cũng cái giấy thôi giờ chắc được rồi cưng, không cần lấy đâu. Cái nguyện vọng của cưng sao đâu, cưng nói với nhà hảo tâm đi, tại vì tùy duyên thôi, cái duyên của mình có được á thì sẽ được nhà hảo tâm người ta giúp, cái đó chị cũng không biết được ha. Cũng muốn có được
con em đó nó có chỗ ở à, cũng ở kế bên nhà bà ngoại ha. Con học lớp mấy rồi con gái? Dạ, con học lớp 10. Giỏi không? Dạ, cũng bình thường. Ráng học đi. Hay nếu mà ráng học được, mình học giỏi á, thì sẽ có được cái nhà hảo tâm người ta thương, người ta giúp tiếp nữa. Rồi anh Tư. Là 500 của nhóm cho một niềm vui, gửi cho cháu uống sữa. Còn này là cũng nhóm cho một niềm vui, nhưng mà gửi cho em đi trị bệnh. Trị bệnh. Là gửi trị bệnh. Nãy là cho bé là uống sữa. À, cưng thấy nghe, cưng đọc số điện thoại của cưng đi, đừng có gì à, bây giờ mình ở đây là địa chỉ mình ở đâu, đừng để làm chi biết không. Quên nữa, chị cũng nói với cưng vậy là chị trước tiên là chị tụi chị cần cái báo cáo rõ ràng, tại vì tụi chị nhận tiền nhận quà của quý nhà hảo tâm á thì phải báo cáo rõ ràng, đừng để mình không có bị nhầm. Rồi cái thứ hai nữa là chị gieo duyên ra để nếu mà chị nhận được yêu thương á thì sẽ trở lại giúp em, là có nghĩa là được ghi hình, được quay video để chị đăng lên ha. Cưng đồng ý không? Ha, là cưng đồng ý, đừng để tụi chị đăng lên ha, đừng để xin trợ duyên cho em ha, chứ chị không có làm trong cái nhóm kín là không được. Rồi, tất cả là chị đều đăng công khai hết. Thì địa chỉ mình ở đây là ở đâu cưng? Dạ, ấp Hữu Hòa, xã Hưng Phú Nghĩa, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Ấp Hữu Hòa. Hữu Hòa. Ấp Cửu Hòa hả? Xã Thân Cửu Nghĩa. Huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Dạ. Rồi giờ cưng đọc số điện thoại của cưng đi. Điện thoại của em là 0902561911. Rồi, còn đó là số điện thoại của em Khoa. Còn hả, nếu mà quý vị xem qua cái bài đăng của Linh đó thì số điện thoại của Linh đó là 0828881055. Đây là số điện thoại mới, còn hồi trước là số 0918325721. Lý do thì số điện thoại cũ Linh bây giờ bị trục trặc là gọi vô không có nghe được, nó cứ hoài không nghe được, cho nên giờ Linh sử dụng số điện thoại mới. Quý vị có trợ duyên thì gọi số điện thoại Linh vừa đọc, số 55 cuối. Còn nếu mà chuyển khoản giúp cho em Khoa đó thì số điện thoại cái tài khoản của Linh có đăng ở đầu tường đó, thì quý vị giúp ghi giùm là trợ duyên cho em Khoa bị ung thư, để Linh không có nhầm với cái tài khoản, cái hoàn cảnh khác. Cưng mà hồi xưa nó phát hiện sao mà cưng bị vậy? Xong rồi đầy đủ rồi là người ta hẹn ngày vô thuốc thôi. Rồi em về em nghe người ta nói là uống nam hết á. Là em nghĩ là vừa uống mà vừa được đi làm á. Mình điều trị bệnh viện thì mổ với lại vô có chấp thì em sẽ đi làm được á. Nghe là vậy, em thấy người ta nói là đảm bảo hết 100%. Ở đâu em uống thuốc nam đó, ở đâu? Ở trên thành phố á. Là uống được 11 tháng á. 11 tháng xong rồi nó lúc đó đau người dữ lắm, em đâu có biết là bị dị căn như xương đâu. Đau dữ lắm, nhức dữ lắm, nhức luôn á. Rồi em mới đi khám thì mới nói biết là dị căn như xương á. Rồi thôi bây giờ tổng cộng là em nhận được 2,5 triệu ha. Thì với 10 ký gạo thì bây giờ chị xin chào em ha. Rồi em có lời nào nói với nhà hảo tâm đi, có nguyện vọng gì cứ nói nhà hảo tâm rồi người ta tùy duyên. Cảm ơn nhà hảo tâm nhiều lắm. Em thì em cũng còn mong được cái nhà để cho hai con em. Cái này nó lớn con ở thôi. Rồi cũng kế bên nhà ngoại thì cũng có mấy gì rồi kia giúp phụ thêm ha. Rồi hai chị bye bye nha. Chào em. Hai Phương Linh Mỹ Tho xin bye bye. Hy vọng là em Khoa sẽ nhận được trợ duyên để trị bệnh, cũng như đủ duyên thì sau này con của Khoa cũng có được cái nơi nương tựa. Linh xin bye bye.